Lại này, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cái đấy. Hôm trước chúng ta mới học là lồng cái theme vào đúng không? Và sử dụng git, được chưa? Hôm nay tiếp tục này. Chúng ta đang có màn hình dashboard, bây giờ tôi muốn là bấm vào bên danh sách danh mục nó sẽ sang cái trang danh mục của tôi đúng không? Vẫn phải team view à? Đây, team view meeting ID của chúng ta là M55. Được chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ bây giờ sẽ set cho các thằng này nó vào trong phần danh mục, còn phần authenticate chúng ta sẽ tính sau. Cứ thêm sửa xóa đã. Được chưa? Tiếp theo này. Chúng ta mở code lên. Mở cái phần resource view layout admin blade kéo ra. Nó sẽ chúng ta search cái từ danh sách. Đây danh sách danh mục đây. Được chưa? Chúng ta thay cái này bằng một cái round blade view round trong này một cái string. Hôm trước chúng ta có danh sách danh mục là cái gì nhỉ? Get list đúng không? Copy get list này tương vào đây. Được chưa? Copy cái list quăng vào. Sau đó ra ngoài kia refresh. Danh mục này chưa load xong. Danh mục này, danh sách danh mục, ra list admin category đúng không? Xong chưa? Tiếp theo bây giờ tôi sẽ giải đáp vài cái thắc mắc của các bạn từ nãy đến giờ là tại sao Windows location không chạy. Sẽ như sau này. Nếu mà bây giờ ở trong cái một cái view admin category list blade các bạn viết thẳng JS xuống đây chẳng hạn. Script viết xuống đây. Ví dụ tôi để là console log 123 như này chẳng hạn. Được chưa? Thì khi mà biên dịch tôi reload lại trang này. Khi mà biên dịch cái code JavaScript của các bạn ấy nó vẫn chạy. Nếu mà nó không ảnh hưởng thì nó vẫn chạy. Nhưng mà khi mà các bạn chạy ấy, các bạn nhìn đoạn script nó lên đầu header chưa? Nếu mà đưa lên header như này thì tôi đã dạy rồi là JavaScript khi nào nó được biên dịch đến, trình duyệt động đến là nó chạy luôn. JavaScript nó sẽ có thể khả năng là tiến hành tìm kiếm các cái element trên màn hình. HTML trước đấy đã được load ra để nó tác động đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta để ở phía ngoài như thế này thì JavaScript tự động đẩy lên đầu. Bởi vì layout xử lý logic PHP nó sẽ đẩy xuống cuối, xử lý sau. Thì chúng ta sẽ không chạy không cái JavaScript này nó được load ngay ở lập tức đầu tiên này. Nếu bây giờ muốn tìm đến các cái thẻ ở phía sau thì không tìm được. Nó sẽ gây lỗi ngay lập tức. Được chưa nhỉ? Đấy là một cái cách để chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Đó là chúng ta cần phải làm sử dụng đến cái layout. Được chưa? Kéo tít dưới cùng. Các bạn kéo tít xuống dưới cùng. Các bạn sẽ thấy tôi đặt một cái view là JS ở đây đúng không? Được chưa? Bây giờ các bạn vào cái list blade.php á. Các bạn thêm cho tôi một cái section có tên là JS. Sau đó các bạn viết JavaScript của các bạn ở đây. Nhớ là có đủ cả thẻ script như bình thường nhá. Cái này nó sẽ có cái tác động. Đó là khi mà chúng ta reload ra thì cái vị trí của JavaScript, cái đoạn script này sẽ được đặt ở chính xác cái vị trí là của cái view layout JS này này. Được chưa? Thì JavaScript của chúng ta, của mỗi màn hình JavaScript ấy, thì nó sẽ được đẩy xuống dưới cùng và sẽ chạy xuống dưới cùng của trang. Như vậy thì là tất cả các thư viện của chúng ta đã load xong.
nó sẽ không có lỗi gì nữa, và nó cũng đặt ở dưới tất cả thẻ HTML. Cho nên nó tìm kiếm một cái element, một cái DOM nào trên HTML phía trước, chắc chắn nó sẽ tìm thấy. Đấy là lý do vì sao nhiều bạn không chạy và nhiều bạn chạy. Cái này thì cũng do chúng ta thôi, chứ không trách được ai cả, và cũng chả có ai dạy. Chúng ta không tìm hiểu kỹ về cái Blade View, cho nên là chúng ta sẽ bị những cái lỗi mà không mong muốn như thế này. Được chưa? Tốt nhất là JS thì chúng ta dùng cái JS của màn hình nào viết riêng, thì chúng ta sẽ là đẩy xuống tít dưới cùng của cái layout, sau đó là ở cái view cụ thể chúng ta sẽ có một cái section là JS phía dưới. Ở đây chúng ta có thể là có một cái src để link đến một file JavaScript nào đấy, hoặc là chúng ta viết thẳng code JavaScript ở trong này. Được chưa? Các bạn cứ làm đi rồi sẽ được. Đây là phần mở rộng thêm. Xong chưa nhỉ? Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần là thực hiện pagination cho cái màn hình danh sách của chúng ta. Đây, cái màn hình này. Trong trường hợp tôi tiến hành thêm vào đây độ khoảng 500 danh sách đi, danh mục đi. Test luôn nhá. Chúng ta sẽ có cái phần là database này, seeding này, category table seeding này, được chưa? Ở đây tôi sẽ có thằng faker. Tôi đi ăn trộm cái thằng faker vào. Faker. Tôi sẽ tiến hành là thực hiện một vòng for y nhỏ hơn 100. Mỗi một thằng này tôi sẽ tiến hành là insert một bản ghi vào đây. Trong này tôi sẽ nhét vào trong này một cái array gồm có get name và parent ID, đúng không? Get parent name, đúng không? Get name thì tôi sẽ có cái thằng faker real take độ khoảng 10 ký tự thôi. Thì chúng ta với cái parent ID chúng ta có run function này, chúng ta sẽ có từ 1 cho đến 8. Và bỏ cái này đi. Và chúng ta chạy cái category table seeder này để chúng ta sẽ có dữ liệu mẫu master data test ở trong cái cơ sở dữ liệu để chúng ta giúp chúng ta thực hiện cái phần pagination. Chúng ta làm xong đi. Tôi đẩy code lên cóp cho nhanh nhé. Mạng ở phòng này nó xa nên là rất dễ bị chập chờn. Trong phòng này không có cái bộ phát. Được chưa? Tiếp tục. Chúng ta đã thực hiện cái faker này. PPArtisan DB2.sit cách trừ trừ class bằng category table seeder. Xong. Bây giờ khi mà reload trang chúng ta sẽ có khoảng 100 bảng. Ra cả dấu chấm. Kinh khủng khiếp.
ra cả Alice. Dạ. Xong chưa các bạn, ra chưa? Cốt tôi đẩy lên rồi, các bạn có thể lên đấy để lấy về cho nó nhanh. Tiếp tục nhá. Nếu không ai có ý kiến thì chúng ta tiếp tục. Với bây giờ chúng ta mở cái category repository ra. Chúng ta có get own ở đây đúng không? Nó đang return category own đây này. Được chưa? Bây giờ muốn phân trang thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta vào trong tài liệu Laravel doc 5.4. Search cái từ pagination. Database pagination. Để thực hiện được phân trang, chúng ta đơn giản là trỏ đến paginate cộng với số phần tử sẽ được hiển thị ra ngoài, thay cho cái thằng on kia. Đây chúng ta có 2.2. Paginate tôi để là số là 20 đi. Một trang của tôi có 27 y. Được chưa? Sau đó các bạn ra ngoài, các bạn reload thêm mỗi cái sửa mỗi cái on thành paginate 20 này thôi. Sau đó các bạn có thể ra ngoài này, reload trang. Chúng ta sẽ nhìn thấy đúng 20 bản ghi, không hơn. Tiếp theo, nếu mà muốn để hiển thị ra cái số 1234 ở phía dưới này, để người ta có thể next trang ấy, thì chúng ta có thể là đọc trong tài liệu thì nó sẽ có một cái đoạn là display pagination result. Được chưa? Chúng ta chỉ đơn giản là user trỏ đến link. Cái này là thôi. Thì chúng ta có thể là ra ngoài cái view kia. Cái get list blade. Ở đây tôi sẽ thêm một cái thẻ TR ở phía dưới này nữa. Có cái td, có cái td, chúng ta sẽ có col span là 1, 2, 3, 4 này, col span bằng 4. Để cho cái paginate của chúng ta căn giữa thì chúng ta có class bằng text center. Ở trong này chúng ta echo ra cái get trỏ đến link.
nó tự động sinh ra cho chúng ta những cái thẻ để chúng ta có cái đường dẫn sang trang tiếp theo. Thêm mỗi cái đoạn này vào thôi. Sau đó chúng ta sẽ reload trang 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Có 6 trang. Kéo sang bên này. 2 này. 3 này. Luôn luôn có 20. 20 trang đúng không? Có thể back về trang trước này. Back về trang trước nữa này. Back về trang số 1 thì sẽ là thái xã hội, thể thao, thể dục, giáo dục, an ninh, cái gì gì đấy của chúng ta. Được chưa? Đây là giúp chúng ta làm pagination. Chờ tôi tí để coi này. Trong đây có mấy phần trước.
cơ bản. Bây giờ chúng ta ra hết chưa? Ăn ra chưa? Rồi, tiếp theo. Như này đã đủ chưa? Này đã đủ chưa? Đủ không sao được? Chưa đủ được. Biết vì sao không? Trong một cái màn hình phía quản trị như thế này nè, chúng ta ngoài cái việc hiển thị danh sách ra, chúng ta cần phải có một chỗ cho người ta tìm kiếm nữa, để lọc lại cụ thể xem là cái trang của người ta là như thế nào, chứ không thể để như thế này được, đúng không? Thì chúng ta bây giờ phải sửa cái giao diện. Sửa cái giao diện một chút. Chúng ta ở phía trên này, tôi sẽ bỏ cái H1 này đi. Tôi thêm vào đây một cái form, một cái div đi. Class bằng col-sm-12. Trong này tôi có một cái form. Action đi đâu chưa biết, tính sau. Method là get. Trong này tôi sẽ có một cái div nữa, có class là form control và form group. Để class cho thằng này là col-md và -sm-4 thôi. Form group. Trong này chúng ta sẽ có cái label là search. Một thẻ input, time, text, value, rỗng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm cái class bằng form trừ control, name bằng keyword. Và chúng ta sẽ có một cái button ở bên cạnh, type bằng submit. Có class bằng gì ta? BTN cách BTN trừ SM XS thôi, để SM vậy. Cách BTN trừ info. Đây là chúng ta có thể sử dụng một cái thẻ span ở đây. Class là glyph icon. Rồi, chúng ta sẽ có cái form search như thế này. Tôi tí nữa tôi sẽ giảm lại cái này xuống một chút để cho nó có cái, cho cái search này sát vào đây. Được chưa? Đây là sẽ là ô search của chúng ta. Để tôi sửa lại một chút đã. Chúng ta sẽ có cái button này, cái, để coi nào. Đây chúng ta sẽ có một cái div. Class bằng col trừ SM trừ XS trừ 10. Tương cái input này lên. Div class bằng col trừ XS trừ 2. Quăng cái button này lên trên. Đây phải dùng cái này dùng CDN. Lâu vậy trời. Yeah.
nay có class là Ho Horizontal Form. Không được rồi. Ok, để tí nữa chúng ta sẽ sửa lại cái này sau nhé. Tạm thời cứ để chấp nhận nó thế, hoặc là tôi sẽ search ở trên Bootstrap xem như nào. Inline form. Đây rồi. Class là form inline này. Form group này, label input này. Rồi, ok rồi. Đây chúng ta có cái đoạn code như này. Form action bằng get này, class form inline này, cone sm4 này. Deep ở dưới deep class này có cái label, có input, có button. Trong button có một cái thẻ span. Chúng ta sẽ có cái giao diện trông như này. Tìm kiếm gì tìm kiếm, tôi có thể cho nó rộng ra một chút bằng cách là tôi sẽ tiến hành là đẩy thêm cái cone sm4 này lên thành cone sm5 đi. Ủa không được ta. Còn con chủ ơi. Hả? Đâu? Đâu? Thế nào? Đâu? Đâu? Chẳng hiểu gì. Là giáo? Ý muốn là gì ở Giang? Ờ. Sao? À mà lấy luôn này gì? Thôi. Đỡ mệt. Được chưa nhở? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là nào, chúng ta tiến hành như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là có cái action là bằng root. Là get.list đẩy lên như này. Và truyền thêm cái tham số là keyword này đúng không? Gửi lên. Được chưa? Rồi bấm thì nó sẽ ra về trang 1 thôi, chắc chắn rồi. Bấm vào bất kỳ trang nào bấm xong nó sẽ về trang 1. Bây giờ kể có trang 2 nó cũng về trang 1. Được chưa? Vậy thì không ổn. Được chưa nhỉ? Cứ làm xong đi đã, bấm làm sao để cho nó về được đây đã, tức là chúng ta submit một cái form lên rồi. Xong đến đây chưa? Tiếp theo chúng ta mở ra cái admin này, chúng ta có category hỏi sược này, sẽ có tham số là keyword hỏi chấm. Keyword hỏi chấm. Tí nữa chúng ta sẽ còn thêm vài cái tham số nữa, nhưng mà cứ từ từ đã, thong thả, không phải vội. Mà cũng chả cần thiết phải có cái này nên. Đây, bỏ đi. Chúng ta sẽ vào cái category controller. HTTP này, controller này, admin này, category controller này. Cái hàm index này thì chúng ta sẽ nhận thêm ở đây một cái tham số là request. Biến là request. Và truyền cái request này vào trong controller, à vào trong repository hàm get all. Sao? Có theo kịp không? Không theo kịp còn thiếu phần nào?
Ở nhà. Hả? Rồi, thế vậy tôi tiếp luôn nhá. Mở tiếp cái get all này ra, chúng ta sẽ có thêm cái request trong này. Nhận cái biến là request. Nhận cái biến là request. Sau đó chúng ta tiến hành như sau. Chúng ta sẽ có cái biến là if keyword là request, request trỏ đến input keyword khác rỗng, thì chúng ta sẽ có câu lệnh như sau: đô la get list bằng category hai chấm where get name, get name where get name like tham số thứ ba là string, đã có phần trăm đô la request input keyword, thì tôi có thể là để đây là đô la keyword bằng cái request input keyword này. Viết cho nó ngắn. Đó. Keyword chấm phẩy else à không, có nên else không nhỉ? Đây, else thì return cái này. Còn thằng này sẽ tiến hành là cái gì vậy? Tiến hành trỏ đến pagination, paginate cũng 20 trả ra, và chúng ta log hai thằng này thì đẩy lên trên. Đưa lên trên. Trong trường hợp có keyword thì chúng ta sẽ tiến hành select sao category where get name like cái keyword kia và thực hiện paginate. Còn nếu mà không có keyword thì chúng ta đơn giản chỉ là tiến hành pagination cho thằng category. Mỗi vậy thôi. Không nhá. Test nhá. Gì đấy? Bọn team view này nó update là một trong một lúc thì chỉ có được 5 cái tài khoản được team view vào đây thôi. Để buổi sau tôi sẽ tìm cái giải pháp phù hợp hơn. Sử dụng con team view này nó giờ nó limit rồi. Rồi, chúng ta search xã hội. Ra đúng thằng xã hội đúng không? Tìm tất cả những cái thằng có chữ X, có chữ A. Ra tất cả những cái thằng này đều có chữ A, ra được 3 trang. Được chưa nhỉ? Nhưng mà như này vẫn chưa ổn. Vẫn chưa ổn. Tôi muốn khi mà chúng ta tiến hành là trả lại dữ liệu thì nó sẽ phải lưu lại được cái chữ ở đây, để biết người ta đang tìm kiếm cái gì chứ.
đúng không? Thế vậy thì làm sao để giải quyết vấn đề này? Làm sao để giải quyết vấn đề này? Có cách nào không? Ví dụ tôi đang tìm chữ A nhá. Đấy không? Tôi muốn giữ lại cái chữ A này của tôi ở đây luôn. Ví dụ đây là An này, tìm chữ An này. Tôi muốn thằng này có chữ N, An đây rồi đúng không? AN đây rồi đúng không? Tôi muốn cái chữ AN của tôi ở trên này luôn. Làm nào? Dễ ọt mà, có gì đâu. Controller này, chúng ta con bucket đúng không? Chúng ta nhận luôn, truyền luôn thêm cái keyword kia ra. Keyword bằng request trỏ đến input string là keyword, và tôi truyền tiếp cái keyword này ra ngoài. Xong hả? Được, nhưng tôi thích viết để cho nó rõ ràng, có được không? Được chưa? Và bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là copy cái keyword này ra ngoài list. Chúng ta gán cho cái thằng value của cái tag này là xong. Đây là giá trị của biến keyword an luôn. Được chưa nhỉ? Bây giờ là an, vẫn giữ nguyên thằng an và bit. Được chưa? Đây là phần pagination. Tất nhiên, mỗi khi, lưu ý, mỗi khi chúng ta tiến hành search một từ mới thì page, thì trang của chúng ta sẽ về page mấy? Page 1. Được chưa nhỉ? Nhưng mà sẽ có lỗi đây này. Sẽ có lỗi đây này. Bây giờ chúng ta đang tìm cái chữ là chữ A nhá. Chữ A chỉ còn 3 trang đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta bấm sang trang A, trang 3 này. Sao? Bấm vào trang 3 nó vẫn ở trang 3, nhưng mà tự nhiên đào đâu ra còn lại 4, 5, 6. Đúng không? Vậy tức là sao? Khi mà truyền cái pagination này đi, nó không truyền kèm với cái keyword được search, cho nên là các cái link ở phía dưới này sinh ra nó sẽ không có cái thêm cái tham số keyword nữa. Đó là vấn đề. Thế bây giờ chúng ta phải làm cách nào đấy để giữ lại được cái keyword khi mà tìm kiếm thì nó mới ra được. Không thì là tèo. Được chưa? Đây làm cách nào? Gợi ý cho các bạn một chút là các bạn cần phải đọc và nó sẽ nằm ở phần dưới này. Customize pagination đâu nhỉ? Hôm trước tôi có đây. Chờ tí. Cao này, list này. Open này. Hình như cái width path này thì phải, nếu tôi có nhớ không nhầm. Hình như này. Cái này. Nếu tôi nhớ không nhầm. Nó sẽ nằm ở đây. Khi mà chúng ta pagination xong, ví dụ tôi đang pagination của thằng này nhá, tôi sẽ thêm cái width path nữa. Width path, chúng ta thêm đoạn ở đây là keyword bằng cái tham số. Keyword như thế này, đẩy vào. Chúng ta thêm cho tôi cái đoạn with path keyword bằng keyword này vào cho tôi. Đây là cách chúng ta sẽ làm pagination. Test cái nhá, sau tôi sẽ đẩy code lên cho các bạn. Đây tôi tìm chữ an đi. Này không có paging luôn, chữ A.
Đây có 3 trang đúng không? Úi giời. Keyword bằng A này. Lỗi đúng không? Chúng ta phải thêm vào đây thêm dấu hỏi chấm nữa. Back lại. Hover vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy hỏi chấm keyword bằng A với page bằng 2. Bấm vào. Nó vẫn giữ nguyên là 3 trang và kết quả tìm kiếm của chúng ta nó vẫn chính xác. Được chưa? Trang 3 này. Về trang 1 này. Nó vẫn giữ chữ A ở đây. Được chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta sẽ customize cái việc tìm kiếm của chúng ta với cái pagination của Laravel Eloquent. Đẩy code lên nhá. Bây giờ tôi sẽ yêu cầu chúng ta làm thêm một cái việc như này nữa. Nào lưu ý, chúng ta sẽ còn thêm một việc như này nữa. Cho chúng ta 15 phút để làm. Cái phần search kìa nhá. Nào tập trung lên đây. Phần search kìa nhá. Đây là chữ search này. Đây là cái input này. Đây là cái button này. Xong chưa? Nhưng bây giờ các bạn chèn vào đây cho tôi một cái đoạn như này nữa. Đó là page size bằng một cái ô select box sổ xuống là 20, 40, 60 và 100. Tức là khi mà các bạn chọn 40, chọn 60, chọn 100 thì sau đó là bấm cái ô search này thì cái trang của chúng ta ấy, cái trang view của chúng ta ấy, nó cái nộ cái số phân trang, số phân trang ở đây này nó sẽ được tăng lên. Được chưa? Làm cho tôi đi đấy. Thử xem làm trong 20 phút có kịp không? À tôi gần hết rồi. Đây là cơ bản cho bất kỳ một trang danh sách nào nhé. Các bạn lưu ý cái phần phía trên này này, phần page destination và search này, nó là phần filter của dạng danh sách. Hãy lưu ý khi mà làm việc. Sau này là thấy một cái yêu cầu của công ty là thấy cái danh sách nào mà không có phần filter thì ý kiến. Em nghĩ phần này sẽ thêm vào. Chứ còn nếu để các bạn tự làm thì các bạn sẽ không bao giờ có khái niệm này và nó sẽ rất khó cho người dùng. Nên là tốt nhất cứ thêm vào. Ủa đâu, cái này còn tìm kiếm thêm nhiều nữa. Ví dụ tìm tất cả các category có tra cái gì đấy. Khó khăn thì nhỉ? Có cần hướng dẫn lại dùng Git không? Chỉ tạo cái pull request là xong mà. Thằng An làm đi. Làm xong đi rồi dạy nó. Là 7 giờ 6 đến 7 rưỡi nhá. Làm cách nào làm tôi xong cho tôi được.
trong cái admin LTE nó đã có sẵn thẻ select rồi. Vào cái template của admin LTE.
page size mặc định là 20 nhá. Toàn đi một vòng đi, xem có đứa nào cần giúp đỡ không. Lớp này nhiều nữ lắm, anh cứ đi đi. Power Shell hay là GitBat gì không? Mở GitBat ra. GitBat. Chờ tí.
sai ấy. Đây nha, ví dụ này mình có 20 đúng không? Bây giờ mình cứ dùng Ajax mình xóa đi, đúng không? Vậy bây giờ là đến lúc Ajax xóa đi là cái này nó sẽ không còn cái gì để tính. Vậy là đúng hay sai? Nó sẽ xóa, ví dụ như ở một màn hình, ví dụ tôi sang màn hình số 2 nhá. Được chưa? Tôi xóa hết đi, cái màn hình nó sẽ bị trống đúng không? Nó không lốt lại trang cho mình. Đáng lẽ là những cái gì đã xóa rồi thì những cái đằng sau nó đẩy lên trên, đúng không? Nó nếu mà sử dụng Ajax không thì nó sẽ bị lỗi. Lưu ý cái gì Ajax từng trường hợp không phải lúc nào cũng không được. Đó, trừ khi là toàn bộ trang của bạn là sinh ra bằng JavaScript. Mình sử dụng Vue chẳng hạn thì mình có thể là dùng Ajax xóa đi, nhưng mà mình trả về nó sẽ thay đổi render lại toàn bộ cái tên Vue, nó sẽ khác. Thế còn nếu mà đã dùng như này thì tốt nhất là không đến sử dụng. Lâu thế, 37 rồi, vẫn chưa đứa nào xong. Không thể ra 21 được. Mang đây nè. Đúng rồi, Magento chuyên về thương mại điện tử. Ừ. Nói làm gì? Có mấy cái kiểu như này nó phải xem cái pen bọn kiểu pin theo thêm cái hay là có một thằng thừa chẳng có thằng nào triệu người dùng, giờ mình vẫn kêu là 20 bên dinh 20 nó ra 21 thì thôi thua không? Nhưng mà dùng cách cơ sao không biết làm thế nào? Ai biết được? Lâu thế, mỗi một cái task vớ vẩn. Cho thêm 5 phút nữa nhá. Không đứa nào xong thì liệu hồn.
Xong chưa? Chưa nha, một thời gian quá. Rồi lại quay trở về pick list. Ngoài cái deep lúc nãy ra, chúng ta thêm một cái deep nữa. Chúng ta sẽ có thêm một cái label. Đây là page size. Page size. Name bằng page size, value chưa biết. Đây là 20 này. Ok, cái này tí chúng ta update, đây là số 20 này. 40, 60, 100. Xong. Được chưa? Mà tốt nhất là viết như thế này cho nó nhanh. Đây chúng ta sẽ tiến hành sử dụng vòng for x. Option value bằng PS. Xong. Thế cho nó nhanh. Mất thời gian. Được chưa? Xong rồi sau đấy chúng ta lên trên này chúng ta tiến hành nữa là trả về cái page size nữa. Trả về cái page size và trong cái get all này. Get all này chúng ta cũng nhận thêm cái tham số là page size.
coi nào. Nếu cái này khác null hoặc page size khác null, khác rộng như vậy thì page size nó sẽ bằng cái này. Thì chúng ta thay thêm cái pagination này bằng $page size. With path keyword bằng keyword và page size bằng cái biến page size. Chúng ta chưa tính cây này nhá. Cây này tí nữa tôi sẽ yêu cầu chúng ta tinh chỉnh cái hàm này. Tính xong. Bây giờ cứ để nó chạy đi đã. Được chưa? Có mỗi này thôi. À còn, còn tí nữa. Đó là phải chọn được cái nào đúng không? Chúng ta sẽ có là if đúng nhỉ? Đây. Chúng ta có code PHP trong này là biến select page size nó sẽ bằng PS biến PS bằng với cái tham số page size truyền ra ngoài. Coi nào. CTL page size. Page size thì controller truyền ra ngoài. Nếu mà cái page size đang được set bằng với cái tham số CTL page size thì giá trị bằng selected. Còn nếu không thì bằng rỗng. Xong. Chúng ta copy cái này vứt ra ngoài. Rồi. Test cái đã. 20 này, tôi để 460 này. Page size 60 nhá. 60 thì lại không có phân trang. 40. Vẫn giữ 40 đúng không? Phân trang còn 2 này. Tôi bỏ nốt cái keyword A này đi. Keyword rỗng này. Page size vẫn còn 40 này. Chúng ta còn 3 trang. Đúng không? Tham số là đến 40 này. Page 2 cũng sẽ đủ 40 dòng. Vẫn giữ page. Ở trên này vẫn page size và page bằng 2. Được chưa nhỉ? Và sang trang 3. Còn lại là chúng ta style lại nó thôi. Làm nào là. Được chưa? Đấy, xong phần page size. Không đến 5 phút. Còn lại chúng ta làm như nào làm thôi. Tôi chỉ hướng dẫn được đến thế. Còn ai thắc mắc gì không? Thắc mắc thì cứ thắc mắc nhá. Chúng ta mà cứ học bị động thì còn chết còn dài. Được chưa? Tiếp theo. Tôi code tôi đã đẩy lên rồi nhá. Code tôi đã đẩy lên rồi, các bạn có thể copy về. Bây giờ yêu cầu các bạn tinh chỉnh cho tôi cái file này. Ví dụ người ta không tìm cái keyword nào. Trong khi người ta không có keyword thì chúng ta có nghĩa là như này này. Có nghĩa là trong cái trường hợp mà người ta ngay lần đầu load ra như thế này. Thấy không? Nhưng mà nếu mà chúng ta để vào đây là còn 40 thì nó cũng sẽ có page. À vẫn có keyword nhỉ. Ờ, này mình bắt hết rồi. Mình cũng bắt gần hết rồi. Ok, nhưng mà các bạn vẫn phải tinh chỉnh cho tôi cái này. Nó phải tinh chỉnh cho tôi cái này. Ừ? Cho code nó ngắn hơn, đẹp hơn. Nó làm gì? Bao giờ cũng thế. Làm chúng ta làm xong chức năng thì ok. Chức năng chạy được là đúng rồi. Nhưng mà làm sao phải tối ưu được code. Còn không tối ưu được thì dẹp. Không làm ăn gì cả. Nghĩ cách tối ưu tôi cái này xem còn cái trường hợp nào nó chưa ổn không, hay là chúng ta có thể rút ngắn được cái đoạn code nào không, kể cả từ round nhé, kể cả từ round, xem còn cách nào không.
cách nào để rút ngắn không nhỉ? Tôi coi xem có cách nào rút ngắn được không. Trong khi nếu một trong hai thằng này rỗng thì sẽ chạy vào đây. Chạy vào đây thì keyword này sẽ chạy cái hàm này. Phải hết rồi. Đây. Mình làm đánh bậy đánh bạ. Xong. Xong đi nhỉ? Ok, tạm dừng ở đấy nhá. Chúng ta sang phần tiếp theo.
chúng ta có để ý những cái hàm row, hàm round này, hàm asset này, rồi mấy nữa chúng ta có thêm những cái hàm khác tự nhiên là chúng ta có thể dùng nó ở bất kỳ đâu, đúng không? Có để ý không? Ví dụ hàm asset hoặc là hàm, ví dụ như kiểu là hàm này, chúng ta có những cái hàm như này, ví dụ như kiểu là category này, đây tôi để ở đây nhá, rồi tôi sẽ dd ra cái hàm tên là hàm url, đóng một ngoặc xược như này, chúng ta xem nó ra cái gì nhá. Oh shit, admin, ở đây là string, nó ra localhost 8000 đúng không, hay là hàm asset. Đúng không? Zalo có hốt 8000 trỏ vào trong cái thư mục phía trong, đúng không? Hoặc là ví dụ như hàm là friendly à? Friendly URL không nhỉ? Nhớ. Từ từ chờ tí, cái này nó là cái khái niệm gì nhỉ? Những cái hàm này gọi là cái gì nhỉ? Quên sứ tên rồi. URL, ở đây helper function. Slug. Đây rồi, string slug. Ví dụ chúng ta có cái hàm str gạch dưới slug, truyền vào đây một cái string là Nguyễn Ngọc Trâm đi. Đó, chúng ta xem nó ra cái gì nhá. Đã giống slug chưa? Giống URL chưa nhỉ? Ví dụ thêm vào đây chữ đẹp trai nữa. Thế nhỉ? Nó sẽ chuyển về dạng là URL, có loại bỏ hết toàn bộ dấu này, những cái dấu cách hay những cái ký tự đặc biệt thì chuyển hết về dấu gạch ngang, đúng không? Thì đấy nó giúp chúng ta sinh ra các URL. Thế tại sao chúng ta lại có những cái hàm này, và chúng ta liệu có thêm được, tự mình thêm được một cái hàm giống như vậy không, và thêm bằng cách nào? Thì chúng ta muốn tìm hiểu những cái hàm như vậy thì chúng ta search cho mình cái từ khóa là helper. Đây, cái từ là helper trong này, helper function, thì nó sẽ ra một danh sách các cái hàm các bạn có thể sử dụng được, để xem là chúng ta khi mà chúng ta muốn dùng cái hàm nào ấy, chúng ta cứ bấm vào đấy thôi. Camel case này, foo bar thì sẽ ra là foo và bar, class bay name thì nó sẽ ra là class bay name thì nó sẽ ra là bar, cuối cùng như này, được chưa? Đây là các cái hàm chúng ta có sẵn và các bạn có thể dùng được ở bất kỳ đâu. Ở model cũng được, view cũng được, controller cũng được, repository cũng được. Nó giúp chúng ta xử lý những cái nhiệm vụ khác nhau. Được chưa? Ví dụ như muốn truy cập vào một cái ảnh, chúng ta hay bỏ trỏ vào đấy là asset gì gì đấy, đúng không? Đó. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta là tạo ra một cái file để giúp chúng ta tự tạo ra các cái hàm helper cho mình. Ví dụ như sau này các bạn cần thì các bạn tạo ra một cái hàm xử lý ngày tháng năm, tạo ra một cái hàm để giúp chúng ta thực hiện đệ quy, cái danh sách chẳng hạn. Đó, thì chúng ta làm như nào? Tôi cũng chả nhớ, tôi xem lại. Đây lớp 1610 cũ đây rồi. Nó sẽ sửa ở trong này, ở trong phần composer chấm dịch đây. Nó chính là cái đoạn đây, chúng ta thêm cái đoạn này vào. Chúng ta vào composer.json. Chúng ta nhìn thấy cái đoạn auto load không? Đúng nhỉ? Đúng rồi, auto load. Ủa đâu rồi? Chúng ta nhìn thấy auto load không? Chúng ta thêm vào đây một cái dấu phẩy, enter xuống và chúng ta thêm cho tôi một cái key là file presi. Sau đó chúng ta thêm vào cái đường dẫn đến cái file mà chúng ta muốn nó chứa cái code làm những cái hàm helper mà dùng ở bất kỳ đâu của chúng ta. Ví dụ như đợt trước tôi có là custom helper chẳng hạn, thì bây giờ tôi sẽ tạo ra viết ở trong app này, nó sẽ nằm trong thằng nằm ở ngoài này, nằm ngang hàng với cái file là composer json nhá. Các bạn tạo ra thêm một cái file, một cái thư mục nữa tên là gì đó ta. Tôi thì cũng helper này. Được chưa? Thì chúng ta phải sửa tên trong này đi, chuyển thành là helper có SC.
chưa? Xong rồi cái file chứa code của chúng ta tên là gì thì chúng ta tạo ra trong này. Ví dụ tên file là custom helper.php. Tôi copy cái file này. Đó. Và tôi paste vào đây. Còn cái đoạn constant này tôi chưa dùng đến thì tôi tạm thời tôi cắt nó đi. Custom helper. Được chưa? Tạo ra chưa? Tạo folder helper ra. Tạo file custom helper. Nói chung là chúng ta viết ở trong này nào chúng ta tạo file và thư mục giống y xì kệt như vậy là được. Tiếp theo. Xong chưa để tiếp theo này. Xong như nhàn. Mấy cái chữ mà lâu thế. Đuổi thằng Hiếu đi xuống lên chỗ đó mà ngồi. Mai mang cái kính lúp đi. Nha, ốp vào mắt. Tôi đến bàn 2 tôi đã không nhìn thấy gì rồi, đừng nói xuống tận bàn đấy. Tôi cận còn nặng hơn cô cơ. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy đấy. Được chưa? Xong chưa? Lâu thế. Mất thời gian nhỉ? Đứa nào cứ cố vào team view làm gì, đã bảo cái bản quyền này nó chỉ cho 5 đứa vào thôi. Không vào được thêm đâu. Để tôi buổi sau tôi kiếm một cái tool khác. Hả? Ờ, có thể khả năng dùng thằng Ultra View cũng được. Cay lên tôi lại dùng Skype bây giờ. Xong chưa? Nó xong chưa Trâm? Hay là đến em cũng còn chưa xong nữa là nó? Thôi kệ, kệ nhạt. Cố tiếp. Mất thời gian quá. Ở trong này chúng ta nên làm như thế này. Chúng ta sẽ có if phủ định của function exist tên string vào đây. Ví dụ hàm là recursive category chẳng hạn như này. Cái này nó giúp chúng ta kiểm tra xem là trong cái hệ thống của chúng ta có cái hàm tên như thế này chưa. Nếu mà chưa có thì tạo hàm ra. Nếu mà chưa có thì thực thi câu lệnh này. Mình vừa làm gì ta? Nhầm. Còn nếu có rồi thì không còn cái hàm này nữa. Vậy thôi, không, nó không thực thi cái đoạn là tạo hàm này nữa. Ở đây chúng ta sẽ echo ra là T3H gạch ngang 1702 đi. Để test xem có dùng được không. Được chưa? Copy. Copy xong rồi vào cái admin vừa rồi ấy. DD ra cái này. DD ra vừa rồi ấy. Cái hàm và tôi chuyển cái string vào trong. Bởi vì cái string của chúng ta, cái tham số chúng ta chưa có gì nên chúng ta làm gì cũng được. Xong đi nhở? Pet. Phải nhớ đấy chứ.
xong chưa? Gì nhỉ? Test nhá. Ôi giời ơi. À, nó sẽ ra là call to un define function recursive category đúng không? Vậy lỗi của chúng ta là do chúng ta chưa composer dump auto load. Giống như là trước chúng ta vừa update cái gì? Vừa update cái file composer.json đúng không? Thì nó nằm trong danh sách những cái file mà khi upload xong, update xong là phải composer dump auto load lại để generate lại cái file auto load đúng không? Refresh nó sẽ ra là T3H1702 và DD dân đun. Được chưa? Đấy là chúng ta đã thực hiện được một cái hàm, thực hiện xong một cái hàm helper của chính mình trong cái file này. Sau này các bạn thích viết cái gì thì các bạn viết vào trong file. Được chưa? Và tiện đây tôi nói luôn về cái tầm quan trọng của những cái hàm helper như thế này. Khi mà làm dự án, các bạn lưu ý khi mà làm dự án thì thường thường người ta sẽ tách ra thêm những cái hàm và những cái file, hoặc là file chứa những cái file là util.php. Trong này chứa những cái đoạn code, cụ thể hơn là những cái hàm giúp chúng ta xử lý nhanh một cái tác vụ nào đấy và có thể dùng lại nhiều chỗ. Được chưa? Cái file thứ hai người ta hay sử dụng đó là file là constant.php. Trong này sẽ chứa các cái config của hệ thống. Được chưa? Ví dụ như chứa những cái status này. Status ví dụ như kiểu là status là success. Nó sẽ bằng số 1 chẳng hạn. Rồi thì là về quyền role. Role thì role admin chẳng hạn. Thì nó sẽ bằng 900 ví dụ thế. Thì chúng ta phải config nó bằng cách là chúng ta định nghĩa ra một chỗ, đặt vào một chỗ và define những cái constant nó như thế này. Để sau này chúng ta dùng hay chúng ta thay đổi cái gì đấy thì chúng ta chỉ vào trong cái phần config này chúng ta thay đổi thôi. Chứ chúng ta không làm cái trò như thế này. Đây là một lần hiếm hoi tôi làm cái này thôi. Đây. Lúc nãy tôi vừa mới viết số 20 vào đây đúng không? Không dùng cái này. Không bao giờ được viết hard code như này vào đây. Thấy chưa? Nhớ sau này hệ thống mà cần thay đổi là cái paging mặc định của chúng ta chỉ có 5 thôi đó. Lúc đấy là 1.000 chức năng rồi và 1.000 chỗ để sửa với số 20 để số 5. Mình điên không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ, nếu mà với cái pagination này chúng ta sẽ có là default paging bằng một con số ở đây, ví dụ số x. Lúc này x của chúng ta sẽ bằng 20 thì chúng ta chỉ được là call category paginate bằng default paging, đúng không? Sau này ví dụ như hệ thống của chúng ta thay đổi cái paging còn 10 hoặc 15 thì chúng ta vào trong phần constant này để chúng ta thay đổi cái giá trị x ở trong đấy từ 20 xuống còn 15 hoặc 10 thì là tự nhiên tất cả các cái màn hình của chúng ta, các cái chỗ mà chúng ta dùng cái pagination nó sẽ chuyển xuống còn x là bao nhiêu thì nó chính là cái constant này. Được chưa? Đấy là một trong những vài tính năng. Và tôi mô tả luôn cho chúng ta cái biểu đồ nó sẽ như thế này. Đây người ta gọi là khái niệm architecture diagram. Thì trong một hệ thống thì chúng ta sẽ có tầng cái lớp đầu tiên ấy, cái chỗ đầu tiên để xử lý tất cả mọi thứ là RAM, đúng không? Từ RAM sẽ đẩy đến cái lớp tiếp theo là controller. Từ controller của chúng ta đang sử dụng cái gì để lấy dữ liệu? Repository thì nó là lớp DAO, mọi người hay gọi là lớp DAO, data asset object. Được chưa? Tầng dưới cùng mới là tầng model. Được chưa? Còn cái constant hoặc là cái helper bây giờ chúng ta có thể truy cập được từ bất cứ đâu đúng không? Nó là một cái lớp đứng ngang như này. Đây là common layer. Đó. Đây là cái cấu trúc chung của gần như là tất cả các hệ thống khi mà làm request. Nó sẽ chia 3 tầng như này. Cứ theo thứ tự request vào xử lý ở root xong để về một controller.
À, còn một phần view nữa. Đây là view. Group xong có thể là đẩy sang view hoặc là controller. Controller cần dữ liệu, tương tác dữ liệu ngoại xuống down, down ngoại xuống model, model tương tác với DB nằm dưới này. Đây là cái cục DB. Trả về dữ liệu, trả ngược lại. Và từ controller đẩy ra một cái view hoặc là từ round đẩy ra một cái view. Từ ở view, kể cả ở view chúng ta cũng có thể dùng được command. Cái đấy là chuyện bình thường. Thì đây là, đây là cấu trúc của một cái dự án thường thường là như thế này. Các bạn làm quen thì sau này các bạn đi làm nó sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Được chưa? Bạn nào mình tắt cái gì hay cần hỏi cái gì không? Sang kiến thức tiếp theo. Và phần này các bạn phải làm rất là nhiều, rất là khó. Thậm chí là trong ngày hôm nay các bạn không làm được, cái chuyện bình thường. Chúng ta có cái bảng category đúng không? Chúng ta có cái ID này, có cái name này, có cái parent ID đúng không? Bây giờ với toàn bộ dữ liệu ở trong cái bảng này, tôi muốn một thứ như sau. Đó là ra một cái danh sách, ví dụ ở trong cái list của chúng ta như nào nhỉ? Đây, chúng ta có nhìn thằng xã hội này là con của một cơ số thằng không? Thằng SE này. Rồi thì lại xã hội Alice này. Đây, một đống xã hội what, it, oh, it, only, đúng không? Bây giờ tôi muốn như này. Sắp xếp là thứ tự. Ở đây là có 100 cái, hơn 100 cái repository, 100 cái category đúng không? Tôi muốn hiển thị như sau. Cái thằng đầu tiên là ID bằng 1 là xã hội rồi đúng không? Cái thằng tiếp theo nó sẽ là thằng con của thằng xã hội và có ID gần với thằng xã hội nhất. Bởi vì chúng ta theo cái thứ tự là tăng dần cái ID mà, đúng không? Thì tiếp theo nó sẽ là thằng nào? Đây đúng không? Đâu nhỉ? Đây là SC đúng không? Thì nó sẽ là cái thứ tự đầu tiên là 1 này thì là xã hội này. Parent ID không có, đúng không? Thằng số 2 nó sẽ là thằng SC thêm một dấu 2 gạch vào đây, vào đầu. Ở đây là xã hội. Thằng số 3, để tôi coi có cái thằng nào nữa không. Trang 2 đây, Alice trừ trừ Alice số 7 này là xã hội này. Cho đến bao giờ hết cái mớ con của xã hội này thì sẽ tiếp theo đến thằng số 4, ví dụ như là thằng thể thao này. Thể thao không có cha này. Thằng số 5 là thằng XYZ có cha là thể thao. Thêm ngay dấu gạch ở đầu. Và nếu mà thằng này có con nhé, ví dụ thằng Alice này có con này, thì con nó sẽ được sắp xếp như này. 4 dấu gạch và ở đây là kết con. Và ở cái phần parent này sẽ là để là Alice. Và chúng ta làm cái này, chúng ta bắt buộc để sử dụng cái khái niệm là đệ quy để làm. Thì thử nghĩ xem có cách nào để sắp xếp lại được. Toàn đầu tiên là lấy toàn bộ danh sách, danh mục ra, sau đó lấy trả cho tôi được một cái danh sách các cái category, sắp xếp lại tất cả các category này trở thành cái danh sách có thứ tự được sắp xếp theo dạng cha con như thế. Thế là các bạn, cái việc các bạn phải làm từ giờ cho đến cuối sau. Nghĩ đi. Làm lập trình bắt buộc phải làm một cái quy. Đây là cái yêu cầu của tôi đang tí. Nhưng mà vẫn trong tầm này chúng ta làm cái gì cũng làm. Đó. Đó. Tạo một cái, tạo một cái helper function để giúp chúng ta đệ quy danh sách của list và của category luôn và ngay. Tất cả là một task bỏ qua mình đã làm. Bây giờ làm tôi nghe
cái này cho chấp hết cả nghiên cứu tiếng Việt hiện nay, cứ làm được là được. Thực ra là hàm định quy này tôi có rồi, tôi làm xong rồi, rồi lớp đấy nó toàn được. Bây giờ toàn các bạn làm, các bạn nâng cao cái khả năng của toàn mình lên. Tốn cũng phải làm. Sau này có những cái trường hợp mà các bạn không kiếm được con thư viện thì tự viết được. Cái là chuyện này của ai sản phẩm. Đấy đây nhá. Tìm đi từ khóa. Từ khóa là category tree recursive. Cây danh mục. Cây danh mục. Là một hết. Cốt của mình là
đặt công PC ra đi ghim trong bờ này hoặc lấy sai trên cái bếp nằm bờ thì là xuống đồng bia xuống bờ mà bếp sai là anh muốn người sống người này nhân cái bếp nằm bờ
Thank you.
chưa là có những cái danh mục của cha file ra gì đó trông khó khăn đấy nhỉ. Đây tôi đẩy cho cây này nhá. Ngồi mà mần. Cái gì ấy? Làm sao ấy? Đấy, hàm đấy. Đẩy lên rồi nhá. Lên trên đây rồi, đây là hàm để quy này.
sẽ anh em làm gì đó. Test phát. Đây ra rồi đây này. Chạc Ray. Này không được ở đây rồi.
Thế nhá, nếu mà dùng cái hàm của tôi thì nó output ra như này này. Lỗi gì ta? Chẳng biết lỗi gì. Đây. Nếu mà sử dụng cái hàm kia kìa thì chúng ta sẽ có như sau này. Nó ra một cái array trông như này. Xã hội có con là SC này, thể thao có con là thể dục này, thể dục có con là truy sai, I will need này, Enbit này, Alice này, I can này, giáo dục thì có những cái thằng con này, an ninh có những cái thằng này. Đây thằng con có chấm, một cái chấm này. Đây là cấu trúc khi mà tương ra ngoài. Để quy trên 20. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là lấy ra ngoài cũng được. Đây là array. Còn chúng ta khi có thể là dùng nó ở bất kỳ chỗ nào. Còn lại là cách chúng ta biến đổi thôi. Đây là cái hàm của tôi thôi. Còn chúng ta phải biến đổi ấy. Forget là bỏ qua. Bỏ qua một cái ID nào đấy. Ví dụ nha, cái này nó sẽ dùng cho trường hợp này. Thứ nhất là list. Thứ nhất là danh sách. List danh sách đúng không? Trong trường hợp thứ hai là chúng ta muốn thêm một sửa một cái danh mục. Đúng không? Thì như cái màn hình trước là chúng ta thêm một danh mục là chúng ta phải chọn một cái danh mục tra nào đấy đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ trong trường hợp sửa thì sao? Trường hợp sửa bây giờ, trong trường hợp sửa tôi sửa cái thằng danh mục xã hội này thì có bao giờ được phép cho thằng xã hội này là con của thằng SG không? Thế bỏ qua đi. Đúng không? Sửa cái danh mục nào thì bỏ qua forget cái ID của chính danh mục đấy để cho nó không thể nào chọn được cái danh mục tra nữa. Như thế nhỉ? Ví dụ như này tôi muốn bỏ thằng xã hội nhá. Để tôi xem lại cái hàm này của tôi nó có những cái gì đã. Parent ID này, indent này, rồi ok. Tôi sẽ có như thế này. Parent ID null này. Indent là tôi không thích để dấu trừ trừ nữa, tôi để dấu cộng cộng đi. Tham số tiếp theo bỏ ID số 1 đi này. Ủa sao thế này? Và đâm ở đâu nữa nhỉ? Null get list. Ok bỏ cái này đi. Có mấy số nhỉ? 1, 2, 3, 4. 4 số. 1, 2, 3, 4 đúng không? Sao ra lắm null này. Ra lắm nhỉ? Không nhớ lắm, tôi không nhớ cách dùng lắm, nhưng mà hình như là cái forget là để bỏ qua cái ID nào đấy, ID cha nào đấy. Đây này. Nếu mà parent ID bằng parent này và van ID bằng cái giá trị forget truyền vào thì mới chạy. Khác cái giá trị forget thì chạy tiếp vòng mới. Yeah, cái forget là để bỏ qua một cái ID cha nào đấy. Nó không chạy nữa mà chạy những cái thằng tiếp theo. Để tí tôi xem lại cách dùng. Buổi sau tôi hướng dẫn cho các bạn. Đâu nhỉ? Trước mình làm phần này rồi mà. Chả biết để đâu. App này, HTTP này, controller này, admin này, category này. Index on get option get cao. Cái màn hình update đâu nhỉ? Add new update. View form.
hội tạo. Xã hội x bằng 1. Suy. Sửa đâu? Ra này. Ok, vậy các bạn đọc lại cho tôi cái hàm get option này nhá. Tôi về tôi xem lại cách dùng, lâu không động hoặc quên bố rồi. Để buổi sau tôi sẽ chữa. À đây chứ, get option là cái này chứ. Ngáo. Lên đây. Đây, khi mà đưa vào cái parent ID bằng 1 nhá. Các bạn lưu ý này. Khi tôi đưa vào cái parent ID bằng 1 này, đúng không? Nếu mà tôi bỏ qua nó đi thì nó sẽ ra thằng xã hội nữa, đúng không? Và toàn bộ con của nó này. Được chưa? Bây giờ tôi thêm cái số 1 vào. Nhìn xem còn xã hội không nhá. Mất luôn, đúng không? Đấy là cái tác dụng của cái parent. Còn cái này này, tôi thêm cộng cộng này, nó chính là cái indent, tức là tất cả đều chuyển thành dấu cộng, chuyển thành bất kỳ dấu gì nó cũng chuyển thành cái những cái cộng vào này, nó sẽ chuyển thành cái dấu đấy, được chưa? Vậy thôi. Đấy, và ví dụ lấy tất cả các thằng con của thằng số 1 ra sg mỗi thằng rồi, nhá, đây là con trực hệ của thằng số 1 hoặc là con trực hệ của thằng số 2 ra một rổ. Thấy chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của cái hàm get option của tôi. Thì các bạn có thể nghiên cứu và cải thiện nó lên. Chẳng hạn vậy. Thấy chưa? Đấy tôi viết nhầm ở phía dưới DD này, nên nó ra một cái list cùng lùm từ lừa. Hả? Không. Đẩy rồi, đẩy rồi. Về nghiên cứu lấy. Lười thế là cùng. Không. Đã comment hết rồi, tí nữa con clip tôi cũng sẽ cắt cái đoạn đi chứ. Đọc đi, tại thằng Linh. Chưa gì để nói ra. Tất cả mọi thứ là tại thằng Linh.